Ok, xin chào mọi người nhá. Nay mình lại tiếp tục đi ra cái khu bãi đất hoang mọi người ạ. Đấy, mình với Linh mới phát hiện ra khu này nước ngập nhiều lắm mọi người nhá. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi ra đây. Đi ông ơi. Cá. Cá. Lao đây không? Đâu? Ô. Đây đây. Chép chép chép. Chép chép chép. Chép. Chép đi. Ừ đấy. Vào mở màn cái được em ngay. Ừ, tối không ạ? Con này tối. Chụp quá đấy. Ui, tôi. Nó bị quạt quất. Quất à? Đây, 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 con này, đây, 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 ui, 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 đây, đây, ui. Lại rồi, 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 ok, 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 để tôi xuống quất. Ôi, ui, đẹp nhầy. Còn chiếc to không ạ? Chiếc to luôn. Này ngày xưa ủi chính có đây cái máng sâu phết nhỉ. Máng hay là cái gì biết rãnh nhỉ, sâu lắm. Ủi ơi, đây cho này đục này. Đâu đâu đây tụi đây 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 sủi ôi tôi rồi đục mẹ. Ui nó làm y vết ạ. Không, nó làm y vết, nó làm y vết. Tôi thấy nó đục đục tôi quái lạ. Ừ. Ý nói sao ấy? Đấy đấy đấy, đấy, đấy. Ui, hai con 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 hai em luôn, hai em luôn. Ông cầm con đấy nhá. Ui, ngon rồi. Ui, được hai em luôn. Đẹp vậy. Một thứ cá ở đâu ấy nhỉ? Nhiều ấy nhỉ? Nhiều ấy. Một cá ở đâu sống ở đây? Đằng kia có ao kìa, đằng kia có đầm nhỉ? Có đầm. Ừ. Ừ, chắc đầm ngoài rào. Hấy. To ấy, con này to đấy. Con này to lắm ấy. Con đấy chạy đây rồi. Quản nó đâu rồi? Nó vẫn còn đây thôi. Nó còn đây đấy. Tôi mà con tôi vừa nhìn con này to lắm. Đây đây. Đấy, con đây rồi. Ê, nó chạy đây. Xia. Đấy, ui giời, con này con này. Đây đây, con nữa này. Đâu? Đây đây. Ui, hai con à? Hai con đây đây. Ui, nhiều thế. Ui. Vẫn còn đấy, vẫn còn đấy. Vẫn còn đấy. Đây 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 rồi. Đây rồi, đây rồi. Ấy ấy. Rồi ông cắt đây. Thôi thôi thôi. Cắt bỏ vào tôi lấy. Đấy đấy đấy. Ui sao to này. Ui toàn chiếc to nhỉ. Vẫn còn đấy, nghi vẫn còn nhiều ấy. Ừ, nghi vẫn còn đấy. Vậy thấy chạy nhiều lắm mà. Ừ. Nó còn hoạt mạnh lắm mà. Đang ngược lên ấy. Nó vẫn chỉ ở chỗ sâu thôi không này. Hả? Tôi nghi vẫn chỉ ở chỗ sâu thôi. Chưa lên đây đâu đúng không? Ừ, cho này trên này nó lên đấy rồi. Nó chỉ quanh quẩn ở chỗ sâu rồi thôi. Sâu
kịch, mỗi đoạn có mỗi đoạn mương mà toàn chép ngon nhỉ. Đèo đẹp nhỉ. Chép toàn chép to. Mà toàn chép dài anh nhỉ. Ừ. Chép này đúng chép sông ấy. Bọn này phải được tầm hơn cân ấy, hơn cân một con ấy.